Đây là con cá. Cá này gọi là cá gì ta? Cá chốt. Trời ơi trời, con cá nó bự. Không thể tin được. Giật giật rồi Vương, lấy cúp em. Không nói nên lời. Con để được lớn hơn con này xíu. Gì nữa? Con bản vậy gì mà dướng. Bình tĩnh, bình tĩnh anh em, bình tĩnh. Sao sao không cầm cái kia kéo con cá lên? Cầm cái sợi dây nè, cầm cái sợi dây nè Quân. Kéo con cá lên đi là tính. Gì? Rồi tuột cha nó rồi. Còn không? À, còn còn cá trễ bự. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chụp cho Vương. Vậy nó có vô lưỡi chưa? Tụt tụt lưỡi chưa? Tụt tụt lưỡi tụt. Ờ, cá trê đụ mẹ, ông kia nói chính xác nè. Ê, từ từ, từ từ, từ phong, phong chậm đi Phong. Rồi, rồi. Ok, con trê vàng luôn. Trời ơi, trê vàng luôn má ơi. Trời cái đó hả? Trời ơi, con cá trê này chắc 2 kg quá. Trời ơi. Trời, vậy là... Kéo lúng tầng luôn à. Lúng tay là kéo luôn. Má dạy ngồi lên chưa á. Xả, xả cái đấy rồi. Cái sợi nhỏ đây ấy đây. Sợi nó xảy luôn. Để thôi để lên đây đi, thôi để dưới nữa. Là người làm anh là kéo con cá lên là ok rồi. À. Thôi rồi bác Khanh ơi. Thôi rồi bác Khanh. Rồi mấy em ở đây nha, giờ không cho mấy em xuống nữa. Ở con cá. Ở con cá này khoảng 2 kg có không anh ơi. Đi. Nào cá cho tao không? Giờ là con nào Vương? Yêu anh. Giờ mình bưng câu được, bưng phòng câu. Để đó là em với cái con. Thank you.
Ôi ơi, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, đụng phá dữ luôn. Đem lên nào Quân. Chứ luôn hả? Nó nói đừng gậy để lấy cho. Trời ơi, đụng. Nó đừng gậy. Trời ơi, đừng cứ gậy. Anh ép là bắt. Cá không. Cá không đây nè, trời ơi, mấy ông nội ơi. Trời ơi. Ăn không ăn rồi bỏ mẹ đi chơi rộng nó đi. Lên tiếng này lên về núi. Rồi nó xả chưa? Nè, quăng qua. Lấy miếng mộc mộc với muối bỏ vô cho. Đâu ý giờ bỏ giờ bỏ đá vô ấy ra đi. Ném có dòng nhiều hay sao? Chồng đi làm thì làm chứ người con không làm đâu đi bỏ cái đá lên chi. Bỏ đâu nhắc luôn bỏ hết cái đá vô cho lạnh mới nấu ngược lại mới đúng cái bột đá. Sao? Lấy này lấy ra mình rửa đá. Vô nước đá. Châm nước đá luôn cái bỏ đá trong làm gì? Chắc biết đâu. Chắc có nghĩa là mình lột xong mình xong rồi mình lấy ra mình ngâm lại nước đá. Nè, ok không? Mọi tắt lửa đi, tắt lửa đi. Nãy giờ là đổ nước rồi. Đâu cái mình ghép cái cây còn đỡ nước thì nó nóng bình thường nha. Tắt lửa đi. Ai biết đâu anh kêu em đổ bả đế vô, bả đế vô thì em lấy cục nếp bả vô. Cái nồi với giờ bả đâu. Có chuyện khác anh Khanh ơi, làm tập trung vô anh Khanh ơi. Tập trung vô coi. Đúng rồi anh ơi, hay quá anh ơi. Được chưa, em bóc đi, em thấy được chứ gì. Bò nướng, bò nướng, bò nướng mọi người ơi.